phá đường dây buôn lậu 1.500 khẩu súng xuyên quốc gia. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tiến hành bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211 gam ma túy. Đồng thời khởi tố 43 bị can về các tội danh chế tạo, tàn trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàn trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, xác định được đây là đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộng cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người. Đặc biệt, các đối tượng còn có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc. Do đó, lực lượng công an Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Tĩnh, Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bắc Giang. Trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này có 11 đối tượng có tiền án, tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng ma túy, đối tượng hình sự cộng cán, có những đối tượng có đến 10 tiền án. Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước, thậm chí còn bán cho các đối tượng tại Lào, Campuchia. Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2023 đến nay, tại Hà Tĩnh đã xảy ra 5 vụ sử dụng súng gây ra các vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, phát hiện 9 nghi phạm có hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phá đường dây buôn lậu 1.500 khẩu súng xuyên quốc gia. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tiến hành bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211 gam ma túy. Đồng thời khởi tố 43 bị can về các tội danh chế tạo, tàn trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàn trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, xác định được đây là đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộng cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người. Đặc biệt, các đối tượng còn có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc. Do đó, lực lượng công an Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Tĩnh, Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bắc Giang. Trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này có 11 đối tượng có tiền án, tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng ma túy, đối tượng hình sự cộng cán, có những đối tượng có đến 10 tiền án. Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước, thậm chí còn bán cho các đối tượng tại Lào, Campuchia. Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2023 đến nay, tại Hà Tĩnh đã xảy ra 5 vụ sử dụng súng gây ra các vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, phát hiện 9 nghi phạm có hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.